lâu ra mà ta bán là hàng đấy nào. Vậy nữa thì xóa nó có phủ lúc rồi nè. Rồi. Tổ muốn lấy cá đây này. Đây.
Bắt cái đó nha. Ủa rồi sao anh này tôi này này chở tôi này tôi đi cá chạy không chỉ để đi lại mấy con cá chạy không được mà mày sáng này Thank you.
thơm mất lâu rồi. Con tới về à? Dạ. Cái gì nào? Cái gì hắn rồi? Cái chim, phải chặt xa thì. Yeah.
Cái cân bao nhiêu đấy? Cân 30.000. Dạ. Ơi. Ăn đậu sen à? Xe. Xe à? Dạ. Xe. Dạ. Nó ăn chín hết. Ừ. Hãy subscribe cho kênh Thào Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.